Vâng, xin được mến chào toàn thể các bác. Hôm nay thì tiếp tục review tới các bác một cái combo chính hãng của AV Pro siêu nhỏ gọn các bác nhé. Trước khi đi chi tiết thì mời các bác cùng cảm nhận chất âm, rồi em sẽ đi chi tiết các bác nhé. Rất là hát nhẹ các bác nha. Kính thưa với toàn thể các bác thì rất là nhiều các bác mong chờ cái combo này của em lên hình, vì cũng có đăng trên Zalo cũng như là Facebook, rất là nhiều các bác quan tâm. Thì hôm nay thì em sẽ đi chi tiết để cùng giới thiệu luôn với các bác một cái mẫu đẩy mới nhất của năm nay các bác nhé. Dòng hàng chính hãng của AV Pro, chạy mạch crash hát cho ra tiếng rất là hay các bác nhé. Công suất cũng rất là vừa phải để cho các bác chơi gia đình. Đặc biệt nó lại rất là nhỏ gọn các bác ạ. Nhất là các bác là ở chung cư nha các bác nhé. Các bác chung cư này hoặc các bác sử dụng những cái tủ mà các bác mua sẵn ở trên các cái cửa hàng người ta bán thì thường là cái kích thước rất là nhỏ, cho nên cái cấu hình này rất là phù hợp cho các bác nha. Ở đây thì em cũng đang nói đó là chiếc đẩy MH550 các bác nhé, dòng đẩy 2 kênh. Với công suất một kênh đạt từ 500 cho đến 700W thì công suất này thì cho các bác chơi gia đình quá là phù hợp. Một đôi 30 và một đôi 25 rất là tuyệt vời. Đấy. Hai kênh các bác nhé. Đây, em sẽ quay cho các bác cùng cảm nhận cái độ ngắn gọn của nó các bác nhé. Kích thước nó chỉ rơi vào 37cm. Đấy, 37cm các bác nhé. Thì cả dây rắc nó chỉ rơi vào 40 thôi, 40cm thôi. Phù hợp cho tất cả các loại kệ các bác nhé. Em cũng đi lắp rất là nhiều các bác ở ở Hà Nội thì nhất là các bác ở chung cư hoặc là các bác nào mua những cái kệ mới mà người ta lắp đặt trước rồi đấy ạ. Thì cái kích thước rất là nhỏ, dài lắm nó chỉ rơi vào 45 thôi. Đó, còn ngắn thì rơi vào tầm 40. Cho nên là với mẫu đẩy này cực kỳ là phù hợp nha các bác nhé. Mạch class hát hệ đời mới luôn, tiếng ra rất là hay, sáng, hát, tiếng mic lên rất là nhẹ các bác nhé. Ở đây thì với cái cấu hình này thì ba cái thớt trên này chắc chắn là quen thuộc với các bác rồi. Một mẫu mic cũng là mới nhất của năm nay này. UH500 có tự ngắt gia tốc đầy đủ các bác nhé. Nâng tiếng PX 15 Plus này, vàng A12+. Đó. Dòng vàng này thì có chế độ USB Bluetooth cổng quang. Đó, như em đang sử dụng trên TV xuống các bác nhé, thì sử dụng luôn đó là chế độ cổng quang. Đó. Bây giờ nhá, em sẽ thử lại tiếng mic để các bác cùng cảm nhận nhá. Và cái độ trung hú cũng rất là tốt, đây em để rất là gần này, nói rất là hút bắt mic các bác nhá. Alin 1 2, Alin 6 7, tiếng lên rất là khỏe các bác ạ, tiếng rất là khỏe, độ trung hú cực kỳ là tốt các bác nhá, hát rất là gần như vậy thôi nhưng mà tiếng cho lên rất là hay. Alin 1 2,
Em xin mời em đi về miền quê xa lắc lư. Các bác nghe tiếng xì không ạ? Cái tiếng xì, các bác cảm nhận cái tiếng xì các bác nhé. Rất là mượt. Đó. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lư. Đấy, tiếng xì nó lên rất là hay các bác nhé. Với dòng đẩy class hát này thì đã được cải tiến với công nghệ đời mới bây giờ, cho nên là triệt tiêu những cái âm thứ nhất là nhiếu, thứ hai là cái độ bén mic của nó rất là tốt các bác nhé. Đó, bén mic rất là tốt. Một cục đẩy khỏe thì khi các bác nghe nhạc nó cũng sẽ sướng hơn này. Cái tiếp theo đó là nhất là hát. Nếu mà những cái cục đẩy mà yếu ấy, các bác cứ để ý, nếu mà cục đẩy yếu ấy thì khi mà tính mic lên nó sẽ bị chìm. Bắt buộc các bác phải đánh full, full cái công suất của đẩy, nhưng mà full thì nó cũng không thể đạt được cái công suất vừa phải với cái đôi loa của mình. Cho nên là với dòng class hát là MH550 của AV Pro này sẽ tạo nên một cái gì đó rất là ok. Đó, kể cả tiếng nhạc các bác nhé. Đây quán bên hồ đã một thời ân ái, tan buồn con giữ hương ghé lòng nước ngỡ, rồi chờ thương số phận khóc đời mình sáng giờ đôi sông lệ tuôn. Kỷ niệm nào chợt về làm tương tư, giấc mơ xưa tôi tình xây phố tần thờ, xưa rừng mù sương trắng tranh lòng mình lắng thinh như hồi tương lại ngày đầu tiên lỗi lầm để sửa. Bát đánh rất là sâu, chép lời rất là sáng các bác nhé. Đây em sẽ cho hết nhạc này để các bác cảm nhận được tiếng quạt rất là êm. Đó, dường như là không nghe tiếng quạt luôn các bác nhé. Hai quạt nhưng mà rất là êm các bác nhé. Với mạch này thì hiệu suất là chủ yếu là về phần nguồn các bác nhé. Đó, phần nguồn thì cái sự nóng của đẩy rất là ít so với những cái dòng mạch thường các bác nhé. Khi mà kết hợp mà chuẩn với những dòng hàng chính hãng của AV Pro thì lúc nào tiếng nó cũng ra hay. Đó, chứ không như là các bác ghép lung tung bên ngoài thì nó sẽ không phù hợp, và đúng theo hãng của nó sẽ chất lượng các bác nhé. Ok, em cũng xin phép được giới thiệu qua với các bác một cái combo như vậy. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé. Vâng, em nhắc lại số điện thoại là 0977 434 361. Vâng, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.